Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ chơi một tựa game hoàn toàn mới. Tựa game này mang tên là đèn pin phóng to thu nhỏ của Doraemon. Chúng ta sẽ phóng to các cái vật này hoặc là thu nhỏ tùy theo cái gọi là cái câu đố của game. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nhá. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Bắt đầu thôi nào, mình sẽ cho cái này lên. Mình cho to hay là nhỏ đi nhỉ? Cho to lên anh em ơi. À, cho nhỏ đi anh em ạ. À, nó bảo cho mình cho nhỏ đi rồi. À, như vậy là chúng ta đã cướp được cái kho báu này. Cho hai cái con khỉ bằng nhau anh em ạ. Ok, đây là súng laser, new laser mới này. Bá đạo. Ok. Rồi đấy anh em. Lấy kim cương à? À, chúng ta sẽ cho to con rắn lên tạo cái cầu. À, tại cầu rắn anh em ạ. Oh my god, chúng ta cướp một kim cương rồi. Phê nhỉ. Game khá hay. Cho cái máy bay nó to lên à. Úi xôi ôi, đùa, thông minh phết anh em ạ. Ok, nhưng mà chúng ta lại vào một cái game gì đó rồi. À, game I am Hero AFK Tactical Teamfight. Mình vừa down game này rồi. Ok, chắc là mình sẽ cho cái cửa nó to nhỏ lại để mở cửa ra trước này. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ cho cái viên kim cương này nó to lên. Ui, có một bàn tay khổng lồ. Vãi đạn. À, đưa người vào mình sẽ cướp được thêm một đống kho báu nữa. Yeah. Game này khá sáng tạo anh em ạ. Sáng tạo ghê gớm. Đèn pin phóng to thu nhỏ. Chúng ta sẽ được thêm một cái khẩu súng mới nếu mà chúng ta sử dụng cái này. Khẩu súng phóng to thu nhỏ chứ không phải là đèn pin anh em ạ. Hay phết nhỉ. Yeah. Đèn pin phóng to và đèn pin thu nhỏ chúng ta sẽ cho gọi là tiến hóa súng ấy. Tiến hóa đèn pin ấy. Đèn pin phóng to thu nhỏ của Doraemon. Bá đạo. Rồi, chúng ta được thêm một cái khẩu nữa. Mình sẽ letter sau đi. Gun này. Đấy, chọn khẩu này luôn. Đầu tiên là nó bắt đầu từ khẩu này đúng không? Xong nó thành khẩu này á. Leviathan này. Nó bắt tên là Leviathan. Chắc là cho nhỏ này xuống. Đấy. Bạn ơi, cho cái gì lên nữa nhỉ? Có cái gì lên này? Hình như có cái bồn cầu hay là cái đất đai gì đó. À, thêm một mảng tường nữa nhé anh em. Rồi, trốn tù anh em ạ. Đã thoát được. Sao? Next level. Nhưng mà game này nó hơi nhiều quảng cáo tí. Ok, mình chắc cho cái dây nó to ra thôi, dài ra thôi. Đấy. Làm gì nữa nhỉ? Làm gì nữa bây giờ? À đây. Đẩy ra cho thằng này chui xuống cái thùng rác anh em ạ. Và đã trốn thoát thành công 50%. Sao lắm game, sao có lắm quảng cáo game thế nhỉ? Lắm quảng cáo game dã man luôn. Rồi, chúng ta sẽ phóng to và thu nhỏ cái nào đây? Hiện tại tôi vẫn đang chưa ăn đây. Sẽ thu nhỏ nó xuống. Đấy, giúp chúng ta có thể đi qua được. Phóng to để che chắn gọi cảnh sát anh em nhá. Ok, chúng ta trốn được lên được cái xe tải rồi. Là bá đạo rồi. Ui, vượt ngục thành công anh em ạ. Chúng ta vượt ngục thành công rồi. Ra ngoài đi. 75% dành cho khẩu súng rồi. Mỗi tội là game này nó hơi nhiều quảng cáo một tí rồi. Hơi nhiều thật. Ra ngoài cổng và bắt đầu là... Chắc là mình sẽ phóng to cái này lên trước. Đấy, giúp cho có thể nổi trên mặt nước.
và cho cái cuộn xịp thành cái khổng lồ. Yes, thành cuộn xịp khổng lồ luôn. Con thuyền cuộn xịp khổng lồ. Thông minh vết thằng khổng lồ, thằng gì nhỉ? Thằng người này không thông minh phết anh em ạ. Cái gì cũng biết luôn. Ok, mình sẽ kéo này sang bên này đi á. Ok, và đợi game thôi anh em ơi. Ok, đợi xíu. I am hero, tôi là anh hùng. Nàng tiên cá à? Chúa chưa kịp đổi súng anh em ạ. Cho cái này nhỏ xuống dưới này, nó để chui xuống dưới này. Và cho cái này nó cũng nhỏ xuống dưới để cho nó nó sẽ đẩy lên cho con thêm cái chìa khóa này. Chìa khóa để mở cái hòm kho báu nào đấy, chắc là vậy. Cho có thêm một khẩu súng mới. Đây, khẩu súng mới đây. Leviathan, khá đẹp. Cái gì đấy? Thu nhỏ cái mảnh tàu lại và chúng ta sẽ có tạo đào ra một kho báu, kiếm rất nhiều vàng và một bản đồ dẫn tới đâu đó, dẫn tới một cái nơi gọi là mặt quỷ. Mình không biết là dẫn tới đâu luôn. Nhưng có vẻ khá bá đạo. Ok. Bạch tuộc khổng lồ à? Chết rồi. Cho nổ à? Úi xời ơi, tiêu diệt được Kraken anh em ạ. Nó mất một cái ạ. Ui, tôi bị người tính bắt mất rồi. Đây con tàu của mình à? Hình như đây con tàu vũ trụ của mình anh em ạ. Đầu tiên phải cho cái này to đã thì mới bắt được bò. Thế thôi. Và thu nhỏ con bò lại. Cho lại để lại thêm một đống phân ở dưới nhà. Chúng ta lại có súng mới. Brickhead nail. Thiên thể à? Thiên thạch à? Bay xuống và phá hủy trái đất. Ok, chúng ta tắt cái này đi thôi nhá. Tắt nó đi và chúng ta có thêm một cái lúc nào mình sẽ lấy được nó rồi mà. Gamma này. Chúng ta có súng rồi. Tôi chắc chắn là anh em. Tôi tưởng tôi có súng mới. Phải xem hai lần à. Súng thì nó cũng không quá quan trọng đâu anh em ạ. Tôi nên thu nhỏ con bò lại vào. Đấy. Xong thu nhỏ thằng người vào để tạo ra một người lai bò. Vậy đã. Cô gái nhảy cái điệu nhảy gì kia. Thật là kỳ dị luôn. Rồi, chúng ta sẽ cứu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye.